quý vị, trong đợt dịch Covid-19 vào tháng 2 năm 2020, có một đường dây lừa đảo trao tặng nhẫn vàng một chỉ 24K giả với chiêu bài tri ân khách hàng thu về mức phí từ 300 đến 400 ngàn đồng được hình thành. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng do Nguyễn Phi Hùng, 23 tuổi, cư trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cầm đầu, bằng cách đăng quảng cáo trên Facebook, Zalo đã khiến hàng chục ngàn người trên khắp cả nước sập bẫy lừa đảo của chúng. Chiêu thức lừa đảo này thực ra là không mới, thế nhưng vẫn có hàng chục ngàn người sập bẫy là một con số quá khủng khiếp thưa quý vị. Cụ thể là đã có 18.000 trường hợp mắc bẫy lừa nhận vàng giả này. Vậy để chiêu dụ những con mồi, các đối tượng lừa đảo đã làm gì? Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây. Để chiêu dụ những con mồi, các đối tượng lừa đảo đã lập ra những trang fanpage trên Facebook với tên gọi lập lờ với những thương hiệu doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý uy tín, hoặc lấy tên trực tiếp là tặng miễn phí nhẫn vàng 4 số 9. Rồi chúng thả con tôm là nhẫn vàng một chỉ 24K, giá chỉ từ 10 đến 15 ngàn đồng để bắt con tép, là mức phí nhận thưởng từ 300 đến 400 ngàn đồng. Và thế là trong một khoảng thời gian ngắn, chúng đã chiếm đoạt được khoảng 1,2 tỷ đồng. Nhưng hình thức là em quảng cáo trên mạng là chạy tặng quà, và lúc có thông tin thì nhân viên gọi và bảo thu phí ship và thuế. Em mua là 10 đến 15 nghìn một chiếc và em bán là 300 nghìn. Vì em thấy người ta chạy trên mạng nên em cũng thử chạy theo, và lúc chạy thấy ra đơn thì em mới bắt đầu là lên trên các nhóm sỉ để em tìm người bán nhắn để em đặt mua. Thì các đối tượng thành lập liên quan đến chạy các cái trang quảng cáo và lấy các cái tên tập đoàn Bảo Minh rồi giới thiệu vàng 4 số 9, 24K để người dân thu hút vào các cái trang website. Thì số lượng chốt đơn hàng có ngày lên đến hàng nghìn người của các cái hệ thống mạng, vì tất cả các cái khách hàng đều ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận khác, với số tiền của các đối tượng thu về cũng không nhỏ, lên tới hàng tỷ đồng. Với những món hàng có giá trị thấp chỉ từ vài chục ngàn đồng đến hơn 100 ngàn đồng, người mua có thể còn phát hiện dấu hiệu lừa đảo. Nhưng với trường hợp bỗng dưng được tri ân, tặng những vàng một chỉ 24K thì có thể nhận ra dấu hiệu lừa đảo quá rõ. Chỉ có lòng tham che mờ mắt mới khiến có tới 18.000 người bị lừa như thế. Gần đây còn có một chương trình lừa đảo khác là đăng rao trên Facebook tri ân khách hàng bằng cách tặng nước hoa tiền triệu. Người nhận chỉ cần trả phí vận chuyển 90.000 đồng trên một lượt, nhưng thực chất lọ nước hoa đó là hàng giả, có giá bán trôi nổi trên thị trường chỉ từ 10 đến 15.000 đồng. Như vậy, chúng ta có thể thấy là những chiêu thức lừa đảo này nhằm bán hàng giả, hàng dởm, kém chất lượng. Nhưng với số lượng lớn hàng bán ra và số lượng người mắc bẫy lên đến hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn người, các đối tượng lừa đảo thu về không ít tiền. Rất mong là quý vị cần hết sức cảnh giác, tránh sập bẫy lừa.